Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ test thử mấy cái món da chai trong cái thùng 80.000 đồ cổ 22 năm. Thì để coi nó có chạy hay không. Thì các bạn theo dõi ha. Cái này sao mình biết đó, nó là năm 2001 nè, 22 năm. Thì ở đây nó có cái con BIOS nè, nó để là 12 tháng 5 năm 2001 nè đó. Thì cái main này nó năm 2001. Thì bây giờ trước khi ấy mình sẽ test thử cái nguồn này. Mình có chuẩn bị cây RAM SD chạy ok 128 MB. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện vô thử ha. Cái này mình sẽ tắt công tắc trước, mình ghim điện rồi mình mở công tắc coi coi nó có nổ cái nguồn này không. Các bạn coi coi có nổ không nha, nổ cái bốc rồi không, tại vì cái nguồn này để nó để lâu quá rồi đó, mình chưa ghim điện thử nữa. Để mình bật công tắc lên coi nó có nổ không nha. Rồi bật công tắc lên nó im gu rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo thử cái nguồn nó có nguồn gì không, hay là nó cháy nó hư rồi. Đo cái chân BSO này coi có nguồn không. Có nè ha, nó có BSO nè, có 5V nè, dây tím cấp trước rồi nó có không. Có luôn, có cấp trước luôn nè. Nguồn này khả năng còn chạy á. Bây giờ mình sẽ lấy cây nhíp, mình sẽ chập cái dây xanh lá với dây đen lại. Quạt còn quay á ha. Nguồn này nặng lắm, nguồn có bắt à. Đó thì bây giờ mình sẽ test thử lại điện coi coi nó ổn không. 5V còn nè ha. Có rồi. 12V có nè. 5V. 3.3 nè. Ok ha. Thì cái nguồn này nó 20 pin. Và nó không có cổng SATA nào hết á, tại vì mấy cái dòng này cũng không có SATA đâu. Rồi thì để mình để nó ở đây, mình sẽ test thử cái main này coi nó có chạy không. Bây giờ mình sẽ gắn vô coi coi nó có báo RAM báo gì không. Cái gắn chừng 4 pin vô, em gắn cái cặp test vô trong cái main này luôn để coi coi nó. Cái này là nó không có cái lo ha, để mình kiếm cái lo mình gắn vô. Đây, để mình kích thử coi nó máy nó chạy không. Đây, kích nguồn cái. Đây, kích nguồn thì nó cháy đèn nè. Nhưng mà nó nóng chưa luôn nè. Mà nó không báo RAM nè, nóng lắm, mới cắm vô là nóng liền á, mà nó không có báo RAM. Để mình vệ sinh thử CPU này cái ha. CPU này nó lâu đời rồi, biết CPU thì nó thư lắm, nóng là có khi nó đủ nguồn rồi đó mà nó lót BIOS không được rồi đó. Mấy này BIOS mình cũng không có nữa, nóng phải báo RAM ha, nóng thì không báo RAM mà khi nó không chạy được. Mấy đồ cổ này thì nó hên xui thôi, người ta bỏ lâu quá rồi. Đây thì nó cháy đèn nè, nó có lốc rồi nè. Rồi thì nó cũng không có báo RAM mới gì hết á.
Đây, nó báo cái tích tích kia nè, các bạn nghe không? Nó báo tích tích gì đó. Thì bây giờ mình gắn cái quạt nó lên cái mình thử coi sao. Gắn cái quạt nè. Mình gắn cái am vô luôn nha. Rồi chào các bạn nha, mới nhận hàng giùm em gái mình kìa. Thì bây giờ mình sẽ test tiếp. Thì bây giờ mình sẽ gắn ram vô luôn, vệ sinh mình gắn ram vô luôn. Coi cái hy vọng coi nó có chạy được hay không ha. Vệ sinh cái này, vệ sinh cái Vega luôn. Mẹ này nó ba khe ra SD ra. Cái cạc nè, cái cạc này thấy móc hết trơn nè. Mình có vệ sinh sơ rồi. Rồi mình gắn vô, mình gắn cái bàn phím rồi vô luôn. Gắn cái bàn phím cổng USB ha. Rồi giờ mình gắn luôn cái bàn phím cổng tròn vô luôn. Cổng B2 nè. Cho nó chắc ăn. Mấy cái men cổ xưa này nó kén bàn phím rồi lắm. Rồi để mình kết thử coi nó có chạy hay không. Nó không nhảy cót ha. Coi coi nó có chạy không. Cái lò thì nó hết kêu tích tích như nãy nè. Nãy nó còn kêu tích tích á. Này nó im ru luôn ha. Gắn ram vô rồi. Ram này là ram đang chạy của mình đó. Để mình gắn khe khác thử ha. Để mình kết lại coi coi nó làm sao. Thường á, là men nó chạy á, là hai đèn này nó chớp liên tục nè, mà hai đèn này nó không có chớp nha, là men nó không có chạy đâu, nó chưa chạy á. Cái đèn gạch test mình nè, hai cái đèn này nó chớp liên tục là nó chạy đó, còn này nó im gu luôn, nó cũng không báo tín hiệu lên bàn phím hay gì hết, bàn phím cũng không có cháy đèn gì hết. Khả năng là nó không chạy được. Rồi mình bây giờ mình sẽ gỡ cái cạc này ra, anh bỏ ngoài nữa, cạc mình sẽ test sao. Bây giờ mình sẽ gắn cái cạc cổ xưa này nè, cái cạc khe PCI nè, mình sẽ gắn lên đây. Mình test thử coi, coi nó có chạy không. Có khi cạc nó hư rồi. Đây thì cách thì nó vẫn ấy nè. Cách thì quạt nó vẫn quay hừ hù hù luôn nè. Vẫn vô điện luôn mà chưa thấy tín hiệu gì hết á. Thường mấy cái men mấy bộ này nó báo dữ lắm đó, nó báo tít 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 dữ lắm. Mà này nó ít báo, dưới đèn này nó không chớp nè. Này có khi nó lỗi BIOS rồi đó. Rồi thì test cái man này không chạy rồi. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái cạc. Coi cái cạc nó còn lên hay không. Cạc này cạc 64 mê cổ xưa.
nó cùng chung với cái máy đó luôn. Thì test cái cạc đó mình sẽ test trên cái main này 8i865 GME 775. Thì main này có khe AGB. Thì cái này chỉ có cái nguồn với cái main với cái cạc này thôi, nó không có gì hết, nó không có ổ cứng, nó không có RAM gì hết. Rồi, gắn cái bàn phím vô. Bây giờ mình sẽ gắn cái cặp test ra. Mình gắn cái cạc này lên nè. Mình coi cái cạc nó có chạy không. Mấy cái đầu cổ này thì nó hên xui vậy đó. Mua về nhiều cái chạy nhiều cái không nè, bạn thấy không, main nó chạy nhảy code, nó cháy đèn này nè, đèn này chớp liên tục nè ha. Nhảy nó chớp đèn, còn cái kia nó không có cháy đèn gì hết đó. Nó chạy nhưng mà nó không lên màn hình nè, chạy nhận bàn phím ấy nè, phím nhận này nè, gắn hai cái bàn phím cổng B2 với cổng USB luôn nhưng mà nó không có lên hình, nó không lên hình gì hết. Cạc này có khi đi luôn, cạc này nó nóng nó mắm à, cạc này thấy nó cũng gỉ quá, khi nó đi bụi luôn một hết. Để mình gắn cái cạc này vô mình test cạc cổ này có 2 me à. Test lên hình biết men vẫn còn đang chạy bình thường. À, nãy mình gắn qua kia nó không lên à, giờ lên rồi nè ha, 8i865 775 GHz chạy coi 2 duo 6 3 nó thì nhận bình thường rồi nè. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với bạn vậy thôi, cái này nó chỉ chạy được có cái nguồn thôi, cái nguồn thì chạy ok nè, gắn thì lên hình chạy ok nè, nhưng mà cái cạc quy ra này là không chạy nè, cạc quy ra report 2 MX 400 không chạy ha. Rồi cái main này thì nó cũng không chạy nữa. Rồi thì có gì mình chia sẻ nhiều thôi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn.